Xin chào quý vị, chị và chú quay trở lại kênh của Viết Phú. Thì video đầu xuân Quý Mão âm lịch xin gửi tới quý vị và chị và chú một vài mẫu đồng hồ bãi. Thì hiện tại trước mặt em, trước mặt quý vị và chị và chú rất là nhiều đồng hồ Seiko, đa số là Seiko, rồi các cái dòng nội địa Nhật, Casio Orient, Casio King Quartz, rồi đa số đồng hồ kiểu vàng bãi này. Nhiều lắm quý vị. Tuy nhiên thì em kể cả iPhone, iPad nữa. Giờ này em có rất là nhiều iPhone, iPad. Tuy nhiên hôm nay em xin gửi tới quý anh chị cô chú một vài cái mẫu đồng hồ của Thụy Sĩ trên thị trường Nhật Bản đó quý anh chị cô chú nhé. Thì có nhiều mẫu, tuy nhiên một số mẫu em đặt nhưng mà hàng chưa về được do cái thời tiết ở các cái vùng trên miền Bắc đang còn bị tuyết phủ dày quá, một cái bên vận chuyển người ta không làm được nên là nó bị chậm, nên là em review tạm mấy mẫu trước cho các anh chị của chú cùng tham khảo. Em xin phép đi vào luôn cái nội dung chính của video ngày hôm nay ạ. Thì đầu tiên cái sản phẩm trước mặt của anh chị của chú là một sản phẩm Omega Thụy Sĩ, rất là đẹp, hàng nguyên bản như thế này luôn, em chưa có lau chùi vệ sinh gì luôn á, nó đẹp như thế này rồi. Đây, sản phẩm Omega máy bơm chạy pin nha anh chị của chú. Speedmaster này, ba mặt được ba đồng hồ con trong, góc 3 giờ có xem ngày và dưới 6 giờ thì có Swiss anh chị cô chú. Đấy. Logo Omega thì ở góc 3 giờ luôn. Size của cái em này thì là 42 mm ạ. Và cái size quay thì nó là 18 20. 19 mm. To nhất là 20 ạ. Thì quay thì vẫn là quay nguyên bản của Omega sản xuất, vẫn là Omega đấy ạ. Speedmaster bậc thầy của tốc độ ấy. Thì sau này thì có một số cái thông tin như là the first watch này, rồi logo có cái của cái dòng Speedmaster này. Con này bạn 5 triệu quý vị anh chị cô chú, hàng là một hàng sản phẩm mua ở quán thì nó đắt. Hoạt động của con này thì là hoàn hảo luôn anh chị cô chú nhá. Kính hình sapphire nhá. Rất là đẹp. Đấy, 5 triệu sản phẩm số 1 Omega nha anh chị cô chú. Chúng ta sang sản phẩm tiếp theo, sản phẩm thứ hai. Sản phẩm thứ hai là một sản phẩm Thụy Sĩ khác, rất là đẹp. Con này thì cá nhân của em thì em thấy con này đẹp hơn cả Omega luôn. Đây là một sản phẩm Hanwha Swiss Military, một quân đội ở Thụy Sĩ nhằm sản xuất cho dòng quân đội. Đây thì sản phẩm số 2 có nút chỉnh kim và hai nút bấm hai bên cho các đồng hồ con. Nói chung mọi hoạt động đều rất là hoàn hảo, không vấn đề gì anh chị của chú. Đấy. Đấy, mọi chức năng thì hoàn hảo, không vấn đề gì cả. Tất cả kim đều chạy. Đây thì sản phẩm này thì có size là 38 mm, một sản phẩm máy chạy pin ạ. Sản phẩm này cũng chạy pin nha anh chị cô chú. Trên góc 3 giờ thì có xem ngày và cái logo chữ thập Swiss Military của Hanwha. Con này thì một sản phẩm nguyên bản. Tuy nhiên có cái một chút là cái các cái chỗ giờ này 10 11 12 thì nó bị bong mất, nó bị nằm ở trong cái mặt này luôn, có thể thấy được, nó nằm lại đây đấy. Còn thế này thì vẫn thấy được cái hàn của nó. Nói chung xem giờ rất vẫn hoạt động bình thường, không vấn đề gì nha anh chị cô chú. Sản phẩm này thì em bán với giá là 4 triệu, cũng là một sản phẩm mua quán. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, không vấn đề gì cả. Từ quay vẫn là quay zin, logo chữ thập và Swiss Military. Sau này thì có thông tin máy, rồi Swiss made này 14092M, chấm nước 53 5 m, tương đương với khoảng 50 m độ sâu. Đấy, thì sản phẩm này bán 4 triệu đồng. Toàn bộ làm hợp kim thép không gỉ nha anh chị cô chú. Tiếp theo là một cái sản phẩm khác, con này rất là hầm hố, rất là to, dành cho những anh chị tay to. Thì em sẽ đeo thử
Mấy cái hộp này lên tay giúp cho anh chị cô chú cùng xem. Đối với cổ tay trung bình như của em là cổ tay tầm 16 thì đeo cái sản phẩm này, ví dụ đeo cái Omega này vẫn vẫn đẹp. Đấy. Nó sẽ hơi to một chút nhưng mà vẫn đẹp. Vì cái bản của con này nó bản nó to và cái bề dày nó cũng dày. Tiếp theo là sản phẩm có đội thụy sĩ này. Đấy, quay cái hoạt động hoàn hảo hết. 38mm đeo vừa đẹp tay luôn. Rất là đẹp luôn. Theo đây sang sản phẩm thứ 3. Sản phẩm thứ 3 là một sản phẩm Fossil. Fossil là một thương hiệu đồng hồ đến từ Mỹ. Con này thì trọng nước đến tận 13 100m độ sâu. Phía sau của nó thì có stainless steel, thép chống thép không gỉ. Thương hiệu Fossil và dòng thông số máy. Đấy có sản xuất theo tiêu chuẩn của EU CE luôn quý anh chị cô chú nhé. CH26002511109 251109 đường sau quai thì có US Parano sản xuất tại Mỹ anh chị cô chú. Logo Fossil, thương hiệu Fossil. Cái này thì có size khá là to, 43mm. Bề dày khá là hầm hố, con này dày tầm 13mm. Hiện tại thì nó đang không hoạt động. Các cái nút này thì khi ấn thì nó vẫn chạy, bình thường kim trong vẫn chạy với anh chị cô chú. Đây vẫn lại. Đó, kim vẫn chạy. Tuy nhiên thì khi mà chỉnh chơi vẫn chỉnh bình thường. Nhưng hiện hiện tại thì cái kim nó không không hoạt động. Có thể là do cái pin hoặc là cái gì đó. Em không 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 sửa được cái lỗi này, em không sửa cái lỗi này được. Vì nó không không nằm trong chuyên môn nên em không dám nghịch. Thì hiện tại quý anh chị cô chú nó có nhu cầu sản phẩm này thì em bán nó giá 1,2 triệu. Một sản phẩm này vẫn rất là hoàn hảo, đẹp hoàn hảo luôn. Đấy, thì về Việt Nam là các anh thợ ở Việt Nam rất là pro. Những cái lỗi này thì quá đơn giản đối với các anh các chú Việt Nam. 1,2 triệu anh chị cô chú. Tiếp theo sang sản phẩm thứ tư, một sản phẩm nữ. Cũng là một sản phẩm của Nhật, của Thụy Sĩ bán tại Nhật. Con này dưới 66 giờ thì có logo Swissmade này. Có dòng chữ Swissmade này, 3 giờ thì có xem ngày. Size của con này thì tầm 32mm. Quai thì 17mm và độ dày là 60mm, rất là mỏng nhẹ. Và hai cái quai thì có hai dòng vạch vàng chạy dọc theo quai rất là đẹp. Cái mặt dial, cái viền dial cũng là mạ vàng luôn. Hoạt động hoàn hảo cho anh chị cô chú. Đấy, nữ đeo thì rất là đẹp. Con này bán 1,2 triệu nhé. Đấy, tiếp theo sang sản phẩm thứ 5. Sản phẩm thứ 5 là một sản phẩm khác, cũng của Thụy Sĩ luôn. Con này có tên là Clayu C đó, Clayu. IC Water Resistant, máy quát này, dưới góc 6 giờ là có Swissmade. Rồi 3 giờ thì không có xem ngày tháng, tuy nhiên thì ở trong các cái xem giờ có gắn kim cương hết. Rất là đẹp. Quý vị có thấy là rất là đẹp luôn. Nguyên bản, một sản phẩm nguyên bản rất đẹp, hai dọc mạ vàng chạy theo quai vô cùng đẹp luôn. Ở trên quai thì cũng có logo cái dòng chữ của thương hiệu Clayu. Ở phía sau thì có gì đấy ạ? Phía sau thông số của máy thì có chống nước 30m. Và đây là một cái sản phẩm đặt hàng theo đơn đặt hàng của cái công ty gì đấy ạ? Đông Hòa, 20 năm thành lập. Đấy thì sản xuất theo công ty Đông Hòa của Nhật đấy anh chị cô chú. Đơn đặt hàng có ghi sau Đông Hòa 20 năm thành lập. Hiện tại con này thì đang bị hết pin nên em bán với giá 1 triệu. Sản phẩm này rất là đẹp luôn ạ. Vô cùng đẹp luôn. Đấy là sản phẩm số 5 ạ. Đến sản phẩm số 6. 6 thì một sản phẩm quay da dành cho anh em đeo cổ tay trung bình hoặc là và cổ tay bé đeo thì rất là đẹp luôn. Một cái quay da màu gì đấy, vàng cam. Và cái đồng hồ là một sản phẩm của Swiss Military, quân đội Thụy Sĩ. Góc 3 giờ thì có cái kính lồi lên để xem giờ. Dưới 6 giờ thì có Swissmade này. Trung tâm thì có cái dòng chống nước 13 100m, dòng do sản xuất trong cái quân đội, một sản phẩm của cái thương hiệu Hanwha. Cái này bán 1,5 triệu.
sau này thì cái siêu của cái mặt sau này vẫn còn nguyên này, vẫn còn nguyên luôn nha chị cô chú. Đấy, đây thì có logo của Hanowa này, Swiss Military, quân đội Thụy Sĩ này, chống nước 13 100 m này, nhíp tiêu này, chống thép không gỉ này, mặt kính sapphire. Thì để em sẽ đeo thử cho anh chị cô chú xem. Đối với cổ tay trung bình 16 nha anh chị cô chú, thì đeo cái đồng hồ này thì rất đẹp luôn. Em cũng có ý định để sản phẩm này lại em đeo luôn á, tiện review, không có anh chị nào có nhận hứng thì em sẽ để lại em đeo. Cái này thì rất là đẹp luôn, đồng hồ Thụy Sĩ mà giá vô cùng phải chăng, quay thực sự chất lượng luôn, quay đồng cái quay quay da rất là chất lượng của cái dòng Hanowa. Đây thì có ghi luôn đây, trên quay này, Hanowa này. Quay chính hãng, logo Swiss Military ạ. Đấy, Candid Leather rất là đẹp. Con này bán 1,5 triệu nha anh chị cô chú. Trước có mấy anh hỏi có mấy con quay ra nữa nhưng chưa về kịp, rất là tiếc em chưa có review được. Thì hẹn anh chị cô chú em sẽ gửi ảnh cho, vì em có đặt hàng rồi, cũng là hàng ở quán đồ cũ ấy. Thì người ta chưa ship rồi nhưng mà do thời tiết tuyết dày họ chưa có gửi được, chưa đến nơi được. Tiếp theo sang sản phẩm số 7 ạ. Sản phẩm số 7 thì rất là một sản phẩm Casio Seiko nội địa Nhật Bản. Con này thì rất đẹp luôn, anh chị cô chú thấy được cái mặt 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 đồng hồ mặt trong thì nó máy rất là đẹp. Đây là một sản phẩm máy automatic cho anh chị cô chú. Seiko khai tích auto relay. Con này thì có giữa 6 giờ có ghi Japan, phía sau này có ghi Made in Japan luôn. Seiko này, stainless steel này, Made in Japan này. Đấy, tất cả tầm bằng thép không gì hết, và kính thì là mặt kính khoáng. Và cái size của nó là 37 mm ạ, 36.5 37 mm gì đó. Một trong máy automatic, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, không vấn đề gì cả. Đấy, em chưa hề vệ sinh một tí nào luôn, chưa hề đánh đấm một tí nào lên cái quai nó luôn mà đẹp như thế này rồi. Đây, sản phẩm số 7 em bán 1,2 triệu đồng ạ. Sản phẩm số 7 và sản phẩm số 8. 8 thì là một cái sản phẩm của Orient. Này, em cho trong này có hai con này cho vào trong cái lô của Hồ Thị Sĩ. Orient là một sản phẩm trưng bày nguyên hộp luôn, nguyên hộp nguyên giấy tờ luôn anh chị cô chú. Đây là một sản phẩm Sun and Moon Orient này, còn nguyên giấy tờ hết này, giấy tờ mua bán và hướng dẫn sử dụng còn nguyên hết, là quai thì gần như mới luôn. Đây là một sản phẩm trưng bày Sun and Moon dành cho nữ. Đây, và có size là 35 mm. Thì cái dòng Sun and Moon thì chúng ta sẽ thấy được ngay là cái mặt trăng mặt trời nằm ở dưới này luôn. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, mới như mới, không vấn đề gì cả. Và cái mã sản phẩm thì nó là đây, RNKA001A. Đấy, Sun and Moon nha anh chị cô chú. Nguyên giấy tờ từ bên Nhật luôn, hàng mua tại quán rồi. Đấy, thì sản phẩm này em bán là 4 triệu hàng trưng bày. Hàng này thì không lỗi lầm, không phải đắn đo một cái gì luôn, đẹp như mới luôn. Đấy, thì đây là 8 cái sản phẩm mà trong cái video này em muốn gửi tới bên chị của chú tham khảo trong hôm nay. Ngoài ra thì còn rất là nhiều các cái sản phẩm khác ở trong cái lô đồng hồ của em, mọi thứ đều hoạt động nguyên nguyên siêu luôn. Thì tuy nhiên em sẽ review trong một cái video khác, vì nó không muốn làm loãng cái nội dung mấy cái đồng hồ Thụy Sĩ ngày hôm nay. Đây, mọi hoạt động đều rất là tuyệt vời luôn, đẹp nam nữ vàng bạc đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, thì hẹn quý vị anh chị cô chú ở trong các cái video tiếp theo sẽ review dần. Và ngoài ra thì có một cái đồng hồ này là cũng cũng khá là hay, em xin phép đăng ký cho vào cái video này luôn. Đấy là một cái sản phẩm đồng hồ quai đeo đeo cái quai ấy, để xem giờ này. Con này là một cái sản phẩm automatic của Seiko, lắc lắc vài cái thì nó sẽ chạy bình thường ạ. Con này thì vì cũng là một cái dòng đồng hồ cổ đó, nó chạy bình thường ạ. Đó. Cái này thì nó có sản xuất từ cái năm 41, 25 tháng 12 năm 41 của cái thời hoàng hoàng đế trước của Nhật, hai hoàng đế trước là năm 41, thì năm 89 là năm Showa 64, thì vị trí là cái năm 41 thì sẽ là cách đó 28 năm. Đúng không? 28 à, bao nhiêu? 41 là 89, 64
thì ví dụ là 23 năm thì là cái đồng hồ này sản xuất là năm 70 77 76 đó. Năm 1976 nha anh chị cô chú. Vẫn còn nguyên bản chạy hoạt động bình thường máy automatic. 1976, một cái đồng hồ khá là cổ. Và hoạt động đều rất bình thường vì là lâu không đeo nên cái quai này nó mất đâu này. Quai đeo nó mất đâu rồi. Còn cái này thì để Việt Nam mình thì cũng ít anh chị có nhu cầu đeo sản phẩm như thế này, sưu tầm mới có thôi. Cái con này em bán giá là 300 nghìn, giá sưu tầm 300 400 nghìn một cái sản phẩm như này thì sưu tầm thì cũng rất là đáng đồng tiền mất gạo. Đấy thì video ngắn em xin kết thúc tại đây, xin hẹn gặp anh chị cô chú trong các video lần sau. Em xin chân thành cảm ơn cái sự quan tâm theo dõi và xin chúc quý vị chú một năm mới dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn, cũng như là luôn theo dõi kênh của em để ủng hộ em trong những cái video sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.